ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rõ. Như vậy thì ngài mới đem cái đạo đức ra duy trì lại. Không có đức thầy ra đời đó ha, mình mê tín, mình đủ thứ cách hết trơn. Bây giờ mình thấy đó rõ ràng không? Thử coi những cái lớp nhỏ nhỏ bây giờ đó là nó chạy theo đời vật chất văn minh hết trơn rồi. Mỗi một đứa có cái điện thoại nó cà quạt gì, hỏi ông không hư sao được. Rồi đạo ở đâu mà vô? Tôi nói với quý vị đồng đạo mình ha, một đứa nhỏ nào mà con cái trong nhà mà biết tu hiền là cái gia đình đó đó là coi như là sau này sẽ khỏe, là gì? Nó biết đạo đức. Còn bây giờ á quý vị biết á, nó coi trên những cái mà hớp tớp gì đó văn văn, rồi quý vị nó đi vào con đường lúng hư hàng hết. Giảng kinh một câu không có đọc một bài. Không bao giờ ai mà cầm lên cái cuốn giảng mà để đọc hết. Tại vì họ đi chạy theo cái vật chất văn minh nè. Họ nghĩ rằng ăn thua cái tâm mà. Họ nói là vậy đó. Giống như tôi hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. Ăn thua cái tâm mà. Xin thưa với quý vị là ai nói cũng đều được. Nhưng mà cái tâm mình như thế nào? Tâm mình tốt hay là tâm mình ác? Thì mình coi lại. Mình cứ sát giết nè. Cắt cổ, mổ bụng, lột da, chiên xào, nấu nướng người ta ăn là do nơi cái gì? Cũng nhân quả. Nhân quả mới gây ra cái vụ động đất, sóng thần nào là coi như là thiên tai, đủ thứ hết trơn á. Còn một vị này tên Phước mà tôi điện hoài bây giờ không được. Mà tôi nói ủa sao kỳ liên hệ thôi bây giờ liên lạc không được. Đó. Mà cái vị này lại có tu nghe. Tôi cũng đi chùa cùng chung nói thôi anh em mình ráng lo tu chứ còn gì nữa. Ham gì nữa đâu. Đã mình biết 18 tháng, 24 tháng nay mình không có làm gì. Như vậy là mình sống bằng cái gì? Mình cũng hàng ngày ăn hai cơm tẻ buổi bằng hàng nó có tu thân. Thì thuốc người ta hỗ trợ cho mình rồi. Bởi vì thuốc lúc đó nhà nước cấp thuốc phổi đó, tôi nói là thuốc phổi này không phải mà thuốc phổi bình thường nha, gọi là thuốc kháng thuốc đó. Nó kháng thuốc rồi là quý vị mình biết cái người mà bị kháng thuốc rồi đó, bảo đảm với quý vị là từ chết tới bị thương. Nhưng mà đồng đạo mình ở đây bây giờ ha, hồi xưa ai cũng đều có thuốc uống rượu có hết trơn ha, bây giờ mình ráng bỏ đi. Nói thiệt với quý vị á, thuốc với rượu là đệ bót hồi đó giờ không biết bao nhiêu. Nếu mà nói uống rượu với thuốc thì thôi chứ không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà mình nhờ cái gì quý vị? Nhờ có một trận bệnh qua rồi mình mới thấy mình thức tỉnh. Thì nhờ cái chỗ đó mà mình phải mau thức tỉnh. Tôi nói thiệt quý vị nghe. Nghe nói thầy nói một câu giảng mà tôi quá tuyệt vời. Mình nghe giảng là mình phải hiểu. Đồng đạo mình nhờ nghe giảng là mình mới giác ngộ nè. Đức thầy giới thiệu chỗ nào biết không? Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tím lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tình tu đang kéo chạy đến tôi rồi mới nói muôn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quá lành đau mắt cõi tây phương, chư Phật đời chờ diệt tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến nè cho có chăng. Như vậy là quý vị biết á, cái việc tu thân mà thiện tính hững hờ thì chừng qua đến e cho khó tránh. Khi mà đệ nghe được cái câu giảng này là đệ để vào lòng, mà lúc đó là coi như là mấy anh em đọc ra một cái đoạn giảng rồi mình nói ồ vậy là mình đã tới cái quả mình đến rồi, mình tránh đâu có kịp. Nhưng mà mai hôm nay đó mình còn ngồi được chia sẻ với đồng đạo mình ở đây đó là điều may duyên rồi.
là mình gặp Phật ra đời chỉ đường cho mình. Ai mà xét đến ăn năn, tức là những cái người mà gây tội hồi xưa tới giờ, nói cho quý vị sẵn dịp kể luôn, cái tội ác của tôi thể không bao giờ hết được đâu. Bây giờ sát giết, cắt cổ, chài cá, khôi thôi thôi tả không biết bao nhiêu, mổ bụng. Rồi tôi nói ha, cầm gà mà tôi nói với quý vị ha, dòng mà lúc mà đè người ta xuống mà thời xưa á, thì đâu phải cắt cổ mà cắt cổ mà đè dò người ta. Mấy con gà ác á, đưa nắm con cổ gịch gì nè, nắm cổ gịch gì nè. Rồi tôi hỏi ông rồi làm sao mà không tội được. Còn tôi nói thiệt với quý vị đó, nói gì gà vịt thì thôi, sát giết không biết bao nhiêu rồi bắt đầu á, là cắt cổ người ta xong rồi đó, mằn xong rồi á, là quý vị biết sao không? Còn quay người ta úp ra, hấp đất nữa, đào cái lỗ xuống rồi bắt đầu đè lại, úp lên, lấy gom, chụm lên. Mình anh em mình hồi đó có làm mà, anh em mình đều cái này có chứ hả? Còn gà vịt thì lúc mà mình nuôi vịt đó, đồng đạo, nuôi vịt, nuôi gà mình ăn biết bao nhiêu, sát giết biết bao nhiêu. Ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rõ. Như vậy thì hàng ngày mới đem cái đạo đức ra duy trì lại. Không có đức thầy ra đời đó ha, mình mê tín, mình đủ thứ cách hết trơn. Bây giờ mình thấy đó, rõ ràng không? Thử coi những cái lớp nhỏ nhỏ bây giờ đó là nó chạy theo đời vật chất văn minh hết trơn rồi. Mỗi một đứa có cái điện thoại đó, nó cà quẹt gì, hỏi ông không hư sao được. Rồi đạo ở đâu mà vô? Tôi nói ha, với quý vị đồng đạo mình ha, một đứa nhỏ nào mà con cái trong nhà mà biết tu hiền là cái gia đình đó đó, là coi như là sau này sẽ khỏe, là gì? Nó biết đạo đức. Còn bây giờ á, quý vị biết á, nó coi trên những cái mà hớp tớp gì đó, văn văn, rồi quý vị nó đi vào con đường lúng hư hàng hết. Giảng kinh một câu không có đọc một bài. Không bao giờ ai mà cầm lên cái cuốn giảng mà để đọc hết. Tại vì họ đi chạy theo cái vật chất văn minh nè. Họ nghĩ rằng ăn thua cái tâm mà. Họ nói là vậy đó. Giống như tôi hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. Ăn thua cái tâm mà. Xin thưa với quý vị là ai nói cũng đều được, nhưng mà cái tâm mình như thế nào, tâm mình tốt hay là tâm mình ác, thì mình coi lại. Mình cứ sát giết nè, cắt cổ, mổ bụng, lột da, chiên xào, nấu nướng, người ta ăn là do nơi cái gì? Cũng nhân quả. Nhân quả mới gây ra cái vụ động đất, sóng thần, nào là coi như là thiên tai, đủ thứ hết trơn á. Mà tại vì mình không có tin Đức Thầy nói chỗ nào. Đức Thầy nói là ti lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Như vậy là không bao giờ lọt những cái người hung ác được quý vị. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác thì quỷ vô thường chắc xuống diêm đình. Bây giờ mình đừng có nghĩ rằng là không có lực nhân quả nghe. Cái lực nhân quả là Phật đã cho đi trước rồi, mà tại vì mình gây ra mình ráng mà chịu. Tôi nói thấy không, lúc mà tôi sống ở thành phố đó, tôi có là như lẽ là khoảng chừng bạn bè cũng đông lắm. Nhưng mà cái thằng đó đó là nó cỡ tuổi tôi gì nè. Thì ngày nào á, là tôi nói với quý vị là ngày nào nó cũng là bữa nào nó cũng lạo mà nó ngủ. Mà lúc đó tôi ngủ ở ngoài đầu đường đó, là tôi ngủ trên cái ghế bố. Tôi ngủ trên cái ghế bố đó ha, là quý vị biết đó, là bữa nào nó cũng lạo nó ngủ hết trơn. Nhưng mà con cái sao quý vị biết không? Thì nó ngủ đêm đó rồi đó, thì sáng lợi đêm sau nó về nhà, nó tối về nhà, tối sáng lợi. Nó ngủ con đêm mà nó ói trong nhà nó, là không biết tự nhiên bị cái gì mà máu. Tôi nói là linh láng hết là nó chết, coi như là bữa đó là chết thả họng luôn. Rồi là cuối cùng lại là mình thấy cái này mình mới giật mình. Sau một thời gian là tôi có nói với quý vị đó, thời gian tôi bệnh đó, là bắt đầu là tôi về tôi giác ngộ, tôi tu. Tôi cũng ăn chay cuốn đại gì đó nghe. Bởi vì nhà là thời gian đó là tôi bệnh rồi tôi mới trở về đây nè. Thì tôi có kể lên cái đó mà quý vị mình chắc chưa có nghe. Cũng có số nghe và số chưa nghe. Thì như vậy là tôi biết là trước sau tôi cũng chết. Nói tới đây mình nói trước sau mình cũng chết, tôi bệnh nặng lắm. Mà bạn tôi nó cũng đồng thời bệnh giống tôi vậy luôn nghe. Nhưng mà cuối cùng thằng đó chết rồi, thêm bốn người bạn này mà hiện giờ bốn người đó chết hết rồi. Bây giờ không phải là còn, hình như còn cái ông này mà tôi điện hoài điện không được. Không lẽ ông chết nữa sao? Mình nghĩ gì đó là y lớn hơn tôi tính ra 51, 52 rồi. Tôi năm nay 48 rồi. Ba người chết mà hai người tôi đi đám táng, đi đám xác là hai người luôn.
mà mình thấy cái này lạ không quý vị. Mà hôm nay tại cái nhân viên mình cũng là anh em gom lại đi bị bệnh đó, là gom lại thôi, giờ anh em mình ráng tu, người nào cũng tuổi tuổi nhau. Cái bắt đầu biết sao không, thì chưa được á là điều trị bệnh đó, là cuối cùng lại là một cái vị này là coi như mới có 40, lúc đó 41 tuổi nha, thì cuối cùng là chịu không nổi chết một mạng, là trong đó là 6-7 người đó. Nhưng mà như vậy thì mấy cái người kia bỏ cuộc, cái người bỏ cuộc thì phải chết rồi, nhưng mà bỏ cuộc rồi lúc đó tôi đâu có biết. Rồi cái quý vị biết đó, là bốn người sau này đó, bây giờ quý vị nhìn thấy đi, tại sao á là nhiều khi á mình nghe Phật pháp, cái người ta nghe là người ta giác ngộ, người ta tu liền. Còn có người nghe Phật pháp á là họ nghe cũng như là giống như là nghe rồi là phủi rồi đó quý vị. Nghe rồi phủi rồi là vì họ không có duyên với Phật pháp. Nhưng tại vì biết sao không có duyên không, nếu mà cái người mà sống ở vùng An Giang này đó đúng ra là có duyên đó, nhưng mà cái phước tức là cái duyên quá mỏng thì họ không có cố gắng. Bởi vì mình á là cũng gần gốc người Thượng Đế xuống chăng, nhưng mà con cái là tại sao mình chết xuống đây rồi mình mê đó. Thành thử ra là cái người mà được sanh vào ở chư đạo này đó là tức là mình có duyên rồi, mà mình không chịu tu nữa đó thì tới chừng đó đó là hết cái duyên rồi, tới chừng đó xuống chốn âm ti cái dưới đó, ngu đầu mã diện cái dưới, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thằng bệnh xấu dịch ôn mà chờ mãn phước ra tay bẻ họng, chứ không phải chuyện thường cái gì. Tại vì người ta không có tin. Đồng đạo mình ở An Giang này nè, tôi nói tỉ sự thôi, lúa đó mà mình trồng á là bây giờ mình xả phân bơm nước cỏ nó lên mình hưởng không quý vị, hưởng chung. Nhưng mà cái người chủ á thấy cỏ lên là người ta tìm cách thuốc để diệt nó. Nếu như mình tu đó thì tức là lúc đó lúa tốt, thì mình nói cái ý đó là vậy đó ha. Cho nên hôm nay đó mình vẫn hưởng chung, nhưng mà tới cái ngày thu hoạch rồi đó thì cỏ đem ra thiêu rụi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng có một vị này hỏi tại sao tu mà gặp cái cảnh khổ, mình phải trả cái nghiệp. Bởi vì á lúc á cái ông này đó ổng làm ác mà sao ổng hưởng được phước, ổng nói sao mà ổng giàu có thì hiện bây giờ ổng được hưởng phước. Nhưng mà một thời gian hết phước rồi đó, nói với đồng đạo nghe nghe, tôi nói ở đâu xa lạ, mới hôm qua tôi đi qua bên mà Đồng Tháp nè. Như vậy thì cái một vị này á là cũng lạ, hỏi đồng đạo vậy sao mà tôi tu hiền mà sao tôi không có được phước báo, mà cái ông này ổng làm ác mà ổng giàu. Là vì trong lúc này ổng đã hưởng cái phước, hiện tại lúc trước ổng cũng có gieo cái hạt giống rồi. Ví dụ như bình thường cái người mà người ta không tu đó, người ta cũng làm phước bố thí, nhưng mà họ không tu, nhưng mà hưởng hết phước rồi đó. Thôi bây giờ mình nói điểm hình với ai, mình thấy ở đây xóm mình hay làm những cái xóm mình thôi đó. Như bây giờ ông mà chứng minh chỗ cái ngày cái ông giàu nhất nè ở chợ mới mình là ai, Qua Phượng giàu nhất đó. Rồi như đồng đạo mình biết là ông gì mà làm gần chín khanh năm khanh gì đó là làm gần giàu vô số luôn. Nhưng mà cuối cùng rồi có hưởng được đâu quý vị, bởi vì người ta hưởng lúc mà người ta làm phước thì người ta hưởng hết phước rồi. Kiếp trước người ta có mở hồ bao bố thí nên kiếp này mới địa vị giàu sang, kiếp trước mình bỏn sẻn tham lam nên kiếp này mới nghèo nàn tả tơi. Thôi bây giờ mình nhìn hiện tại tất cả anh em đồng đạo chúng ta là nhờ có cái sự tu tập mình mới có cái trí huệ, nhưng mà phước mình cũng vẫn có nghe. Bởi vì hằng ngày mình cúng lại là phước vô lượng đó, niệm một niệm Phật tức là diệt tội hà sa, lại một lại Phật phước sanh tới vô lượng nữa. Cho nên hằng ngày anh em đồng đạo chúng ta tại sao là sống tự tại, là gì, miễn cho được ngày hai cơm tẻ, muốn đi đâu cũng dễ trơn quý vị. Buổi bằng hàng đặng có tu thăng, nhờ ơn chờ ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Bây giờ mình nhìn đó, mình nói gần ở đây thôi nghe, còn những người giàu ở chỗ khác, tôi nói quý vị là do nơi họ đã có cái phước rồi, khi mà họ còn tạo phước nữa thì họ được vừa tu vừa phát, vừa được đó là phước huệ song tu luôn. Bây giờ nói ai,
mình điểm hình một hai câu giảng của Đức Thầy chứng minh vô chỗ này. Tại sao á cái ông nghèo là ông Nhân Hầu, thấy không? Còn cái ông giàu là ông Cấp Cô Độc. Mà ông Cấp Cô Độc khi mà ông nghe được cái giáo pháp của Đức Phật rồi đó, thì ông giác ngộ, ông buông bỏ, là coi như là ông lo cho là Phật tử, và ông cắt tịnh xá cho Phật, thì tự nhiên là ở trên cung trời Đau Lợi sẽ hiện cho ông một cái tòa lầu đài ở trên. Chỗ nào Đức Thầy nói? Đức Thầy nói là ngày xưa Cấp Cô Độc đó là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hay hơn là châu báu. Như vậy thì hôm nay chúng ta đồng đạo chúng ta đã hiểu đạo rồi nè. Nhờ giáo pháp của Đức Thầy đã chỉ đường cho mình là cái cảnh bây giờ nói tới đây nghe quý vị, cảnh khổ nó rất là nhiều. Đó là mình nói ông Cấp Cô Độc đó, ông giàu đó mà ông còn là hy sinh, cho nên từ cái chỗ đó là ông đã đạt được, thì tự nhiên là ở chảnh ông có cái tòa lầu đài sẵn này. Thì cái người làm phước thì hưởng phước, thấy không? Còn cái người gây tội thì sẽ hưởng tội, nhưng mà khi hết phước rồi đó thì gia tai vạn hồng. Bởi vì á, Đức Thầy có nói là con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngỗ nghịch thì một mai đứa cổ. Bây giờ mình tạo phước mà mình có phước mình hưởng, mà mình không chịu biết là tu hiền, ăn chay niệm Phật làm lành đó, thì bảo đảm với quý vị á, giàu cho quý vị bạc chắc đầy trời đi cũng không mua được sống đời trường sanh. Bây giờ mình thấy có những cái người giàu đó mà tại sao nhỏ, chết là nhỏ tuổi không à? Là vì họ tưởng đâu là họ có tiền rồi họ trị bệnh được, nhưng mà không bao giờ được quý vị, tạo ác rồi không bao giờ mà tránh khỏi đâu. Lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Như vậy thì quý vị biết tại sao gây ra cái động đất này không? Do loài người tàn bạo gây nên, mình tạo đủ cách hết á. Bây giờ mình thấy không, hiện bây giờ nghe nói cho quý vị biết đó, là cái thời tiết hiện đây nè, mình thấy ngồi ở đây biết bao nhiêu mà cái cảnh khổ quý vị. Cho nên vì lẽ đó mà Đức Thầy ngài tiên tri cho biết cảnh coi như là khổ sẽ sắp đến. Mà ngài nói làm sao? Tại vì mình chưa có tin, khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Như vậy thì Đức Thầy đã cho biết là cái khổ đà này nó đi đến như tên, lẹ như là tên vậy đó quý vị. Bởi vì mà Đức Thầy ra đời là ngài đã tiên tri cho biết cái cảnh khổ của chúng sanh đang nằm trong cái biển khổ là đời hạ nguyên. Tức là hiện bây giờ xảy ra một cái chuyện khổ, coi như là từ đây về sau là quý vị mình thấy cái cảnh khổ. Nhưng mà hôm nay chúng ta được ma duyên ở trong vùng xứ đạo, mà ở vùng An Giang lại được gặp Phật ra đời. Như vậy tại sao mà mình không chịu tu quý vị? Rất là uổng nghe quý vị. Bởi vì ngài cho biết là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Cho nên hôm nay chúng ta để nhắc nhở lại những cái lời già ngọc của Đức Thầy, mà đồng đạo lại hỏi lên những cái câu là động đất như vậy là tại sao nó động đất. Thì quý vị thấy đó, quý vị nhìn cái cảnh đời đi, hiện bây giờ quý vị thấy những cái cảnh là do nơi cái gì quý vị? Bây giờ mình thấy nè, trước mắt đó, tại sao động đất là do nơi cái con người chúng ta gây tạo, thời tiết, rồi nào là lấy cát, rồi là nào là coi như là chặt cây rừng, rồi là sống nó mới ảnh hưởng sống thần, rồi động đất là do nơi con người chúng ta gây tạo. Chứ cái thời đây, cách đây là thời thầy ra đời đó quý vị, thì mình tính ra là những cái thiên nhiên nó rất là tốt đẹp, mà bây giờ lại là trời giông gió sái mùa sái tiết. Bây giờ quý vị thấy chưa, tức là hiện bây giờ nó, tức là hiện bây giờ quý vị nhìn thấy là những cái cảnh là sái mùa sái tiết, là mưa cũng khác nè, nắng cũng khác nè. Vì lẽ đó mà Đức Thầy đã tiên tri cho biết trước là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Có nghĩa là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, nó rất là gấp. Coi như là mình chỉ trong một chút, một phút, một giây thôi quý vị, khỏi cần nói xa giờ gì. Nhưng mà tại vì á, là những cái cảnh chỗ nào đó mà gây ra những cái tội ác thì nó sẽ xảy đến những cái chỗ đó. Có nhiều khi á, là tại sao là
hồi từ mà chúng ta thấy đó là ở An Giang chúng ta đó quý vị, thì nói tới đây không phải là mình khoe, nhưng mà tại vì Đức Phật Ngài đã biết trước được, Ngài mới về nơi An Giang là mới chỉ cho có chúng sanh mình giác ngộ tu hành, là vì mình có nhân duyên với Ngài. Tại sao không chọn những cái nơi khác mà lại ngay chăng cái vùng An Giang? Là vì đất An Giang ở đây đó là Đức Thầy đã nhìn thấy được là chỗ này là một cái cõi trung ương. Nhưng mà thực tế đó là nước Việt Nam nhằm cõi trung ương. Như quý vị thấy đó, là trên cái mà từ mà Đức Thầy ra đời tới giờ đó, nào là chiến tranh nè, nào là coi như là đà động đất gì đó, dân dân ha, sóng thần gì đó, hay là những cái cảnh gió bão bông bùng gì đó, mà bây giờ quý vị thấy không? Đâu có thấy. Chỉ phớt qua nhờ những cái gì quý vị, nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự cúng lại mà hôm nay chúng ta được yên ổn, là vì Phật đã nhìn thấy. Bởi vì mình có duyên với Ngài, Thầy mới nói làm sao? Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Có những người đó quý vị à, nói tới Phật Pháp đó thì họ không có nghe được, là gì? Họ không có duyên. Nói đạo đức á, thì nhiều người bắt bẻ, nhưng mà làm hung sùng thì nhiều kẻ chạy theo. Quý vị nhìn trên cái cõi đời này, thế gian này đi, bây giờ quý vị mà nói tới đạo đức, quý vị đứng đó nói không bao giờ ai chịu nghe đâu. Nhưng mà quý vị mở lên ra là nhạc như Hùng Cường, Mai Lê Huyền hay là nhạc gì đó, quý vị người ta đứng là người ta nghe. Thành thử ra cái chỗ đó là Đức Thầy biết trước được. Bởi vì tai ưa nghe những điệu âm thanh, còn con mắt mình á thì ưa xem những cái sắc đẹp. Bây giờ mình nhìn thấy đi, cho nên Đức Thầy đã cho biết là trong cái thân thể của chúng ta được sanh ra hình hài này là nó có lục căn. Mà tại sao mình không nghe những cái lời Phật Pháp mà Thầy đã dạy mình, hay là Đức Phật Ngài cũng có nói trước cho mình biết là cảnh đây là ta bà gì? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Tức là quý vị biết là đây là cái cõi ta bà khổ mà Phật đã dạy cho mình biết là phải làm sao thoát cái khổ này. Cũng vì ghiền hút vô đi thuốc con nhiều đâu có được sung sướng gì đâu quý vị. Mà cuối cùng mình ghiền nó, hồi đó tôi cho chích luôn rồi, chích luôn không có hút nè, ấp miệng càng xa. Thì hôm nay mình nhớ đó quý vị, thôi mình gác, mình vượt qua cái này là cho nên đồng đạo hồi nãy á, tại vì hỏi qua cái sự động đất, nhưng mà sẵn đây tại vì tôi kể nó hơi leo đề chút xíu, nhưng mà nói cho quý vị biết là cái cảnh khổ là để đến việc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tạo biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian, cho nên cái cảnh sau này là nó khổ dữ lắm. Tức là Đức Thầy nói sao, là coi như là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền tinh hoa vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban là cho dân, cho nên kỳ này được xả tội thì mình ráng lo tu đi, đừng ăn xác. Lời Phật nói rồi quý vị, thôi bây giờ nói không hết được đâu, tôi chỉ gọn gọn trong cái phần chia sẻ mình hôm nay, và cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý vị mình được cố gắng. Những anh em nào mà chưa có giác ngộ tu hành, mình cố gắng lên anh em ơi. Bởi vì Đức Thầy nói ta ra sức viết câu huyền bí, là cái câu huyền bí này để chỉ đường cho mình đó, là Ngài cũng chúc cầu cho mình được là làm sao giác ngộ tu hành thì Ngài mừng lắm. Thương quá sức nên ta bệnh định quyết độ đời cho đến chung thân, nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Cho nên Đức Thầy còn phải lâm phàm xuống đây là khổ khổ thương đời mới lưng chuyển kiếp. Bởi cho nên Thầy mới nhắc cho mình biết là phải gắng cố gắng lo tu. Bởi vì thương chàng ta cũng ráng thề đó, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành, chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Ông Phật mà ông còn thề gì mình, anh em mình có bỏ cuộc không? Chiếc này cố lên nha anh em, không có bỏ cuộc nữa nghe. Phải quyết chí năng niu giống lạc hồng, tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp, cho đời hiểu rõ lý chân không. Thì thôi đến đây cũng cầu chúc cho quý vị mình được sức khỏe và những ước mơ hồi quy thượng cổ, là hết câu ái ố dèm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lò, lũ ly hộ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực quân, cùng thằng nào nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đông chào người chân tu. Rồi, cảm ơn và cầu chúc cho quý vị mình được tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chơi bà rồi cuối cùng rồi đó là quý vị
có được tồn tại không, rồi chết xuống dưới. Rồi quý vị thấy cái cảnh nào ở dương thế này mà tạo nhiều cảnh khổ thì xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Ti lưới chờ thư rộng thinh thinh chớ chẳng lọt. Những người hung hăng nói cho quý vị nghe, nghe quý vị đừng mà mình kết thúc cái đề tài đó, thời gian nó có hạn lắm. Như vậy thì quý vị biết rằng là cái người mà ăn chơi chị lạc mà hôm nay đó quý vị nói về cái cuộc đời của tôi đó, quá hư hèn rồi, quá hư hèn rồi. Đệ bót bây giờ hư hèn lắm, nhưng mà nhờ con cái nghe được cái giáo lý của Đức Thầy mà mình tỉnh ngộ. Đức Thầy nói hồi đó đó quý vị, nhờ đó là tôi nè cờ bạc rượu chè gì tôi cũng có hết trơn, nhưng mà vô cái điều thứ nhất là tôi dướng hết trơn rồi, có đâu có tránh được cái điều nào đâu. Nhưng mà từ từ bắt đầu khi mà mình bệnh đau đó, mình mới thức tỉnh, mình nói ồ thì ra là những cái này mình bệnh đau mình đâu có uống được, mình đâu có chơi gì được nữa đâu, rồi mình đâu còn ham nữa. Rồi cái đầu từ chỗ đó mình suy nghiệm mình mới tu. Cho nên á, khi mà tôi đọc đoạn giảng sau này tôi mới nghe câu này nữa quý vị. Nội mình thấy nè, ở trên Campuchia hồi đợt tôi đi núi Tà Lơn đó, quý vị biết đó, vô trong đó rồi quý vị biết vô cái casino mà, rồi quý vị biết là con người chúng ta sống coi như giống như không có bằng đêm, ở trong đó sáng tối ngày ông chơi giết rồi thì giàu cho ông tiền chắc đầy 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 trời này bao nhiêu ông cũng hết chứ. Bởi vì ông vô đó là coi như ông đâu có còn trí tệ gì nữa, ông cứ có ông đặt chơi chơi cho hết rồi cuối cùng ra là bỏ mạng xa trường. Bữa hổm lên cái Facebook quý vị thấy không, nó chém đứt giò đứt tay, nó hành xác mình đó, nó quay lên đừng cho gì mà những cái người mà vay tiền đó nó. Nhưng mà nghe câu giảng thầy nói xong về cờ bạc đó, cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhục nhơ, có bao người vì nó quậy bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lãnh xa trường độ bác chớ chen chân, nếu lỡ cơ mua tạo ban tầng, hăng chí cực nợ lần khăn chẳng dứt, chi cho bằng quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Như vậy thì quý vị biết đó, thì đây là mình phải gán trách. Bởi vì bốn vết là uống rượu cờ bạc á phiện chơi bờ theo đằng điếm phải giữ cho tròn. Như vậy thì mình sẽ được thông thả an nhàn tự tại. Bởi cho nên á, mình là vô là thân cực rồi chí cực rồi nợ lần khăn chẳng dứt nữa. Bây giờ ông nào mà nói chơi cờ bạc mà khỏe đâu chỉ coi, trên đời này không ai khỏe hết mà còn khổ, khổ hoài, khổ đến khi mà cái thân chết, tự dặn chết luôn. Ở ngoài Tây Ninh đó, thua cờ bạc đá banh có khi phóng lầu nhảy lầu chết, tự dặn chết. Thôi ta tu đi, ngặt cái không biết đường, lúc đó bị vô minh nó che mờ đi rồi làm sao biết đường, ai đâu mà dìu dắt mà tu, họ không có duyên. Đó thì hôm nay mình có duyên nghe đồng đạo mình ở đây là anh em mình ai cũng đều có hết trơn nghe. Nhưng mà hôm nay mình giác ngộ mình tu là mình được thông thả nè. Anh em nào mà nói mà nghĩ tu nghĩ với mà coi như là cờ bạc áp huyện chơi bờ trong bốn vách này, quý vị mình nên nhớ, nếu anh em nào mà nói khổ đó là lỡ đây tôi chịu cho, tôi chịu hết cho. Tức là bốn vách này là quý vị mình đó là coi như là đừng có dướng vô, uống rượu cờ bạc áp huyện chơi bờ theo đằng điếm. Như vậy thì mình đâu có còn khổ nữa, mà mình cứ nhướng vô nè. Tôi nói với đồng đạo mình ở đây nhiều anh em đi núi về là ai cũng giác ngộ tu hành tới chừng là ghiền rượu quá rồi bỏ không được, rồi ghiền thuốc bỏ không được nữa. Rồi tôi hỏi rồi không khổ cho được, phải đi kiếm mua rượu, kiếm tiền mua thuốc, rồi hỏi về rồi phải đi làm cào cấu rồi tạo ác không à. Mình bỏ đi tu gấp, tức là mình kêu mình phải là tu nay tu rất gấp, không chịu tu thì đành chút linh hồn nghe quý vị, muôn kiếp sau cho mạc dùi chôn, dễ gì mà gặp cơn này nữa. Như vậy là Đức Thầy ra đời ngày nói sao, kể từ nay tiên Phật thánh thần
lo dạy dỗ Dương Trần chẳng xiết, hay là kể từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế là chỉ cho mình hết rồi. Như vậy thì mình ráng lo tu, anh em mình ai cũng có trải qua những cái cảnh khổ, nhưng mà nhớ nghe anh em mình à, ở đây là nhiều người ai cũng đều có té qua hết rồi, nhưng mà nhờ mình biết vậy nghe đồng đạo Hùng, mình biết nghe đồng đạo, quý vị đồng đạo biết bao vị thánh hiền thở trước buổi ban sơ cũng trượt liên miên, khi trượt rồi cô đứng dị liền, do nơi đó được nên đạo cả. Nếu như hễ có người bị ngã thì hãy mau buông bả đứng lên. Bây giờ mình cố chí, mình quyết chí, mình tấn triển trên con đường tu của mình, mình phải đứng dậy, phải trỗi dậy nương dây hùng tráng chữ đại hùng, đại lực từ bi. Con người chúng ta sống trên cõi đời này, đồng đạo mình nghĩ được, tất cả đồng đạo mình nghĩ người sống được bao lâu quý vị? Con người chúng ta sống chỉ có một tắc hơi thôi. Đừng nghĩ rằng tôi sống 100 năm, rồi tôi sống là 70 năm, 50 năm, hay là sống 1 ngày, 2 ngày, cái này là coi như là quý vị đừng nghĩ vậy. Một tắc hơi thôi, hít vô mà không thở ra thì rồi ôi tan khốn khí thiên ban tại dụng, nhất đám vô thường dạng sự hưu, muôn việc đều mang lấy tắc hơi, mà hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt, cuối cùng rồi mình chết phải gì đâu. Thì chết thì phải xuống dưới là ngu đầu mã diện, nghĩa là nó đang trông chờ mình ở dưới, trốn âm ti ở dưới đó, ngu đầu mã diện ở dưới nó chờ mình. Khi nhắm mắt hồn lìa khổ xác thì quỷ vô thượng chắc xuống nghiêm định liền. Những người có tu hành, những người biết ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành thì mạng chung sẽ được sanh về cõi trời, cõi tiên, cõi Phật. Còn cái người không có tu thì khi quý vị bây giờ quý vị không có tin, chết là hết. Tội nghiệp cho mấy người này quý vị. Ráng làm sao tìm cách để dìu dắt mấy người này. Mấy cái người mà nói ô tu cũng chết, không tu cũng chết, thì mấy người này tội nghiệp quá. Cho nên vì lẽ đó mà Đức Thầy nói sao? Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân lầu đi vào dòng hạnh. Đức Thầy than cái gì? Đức Thầy nói biết làm sao. Nhưng mà quý vị à, đừng nên nói những cái câu này chết là hết. Tại vì Phật nói, lời hồi nãy tôi nhắc lại cho quý vị thêm một lần nữa, lời ta nói có ngàn lắm nhỉ. Quý vị đừng nghĩ rằng chết là hết. Cho nên đừng nghĩ rằng tại sao tôi dám nói mạnh một câu là phế đạo si mòn, lần lần phế đạo si mòn hết rồi. Cho nên vì lẽ đó mà Đức Thầy ra đời, Ngài nhìn thấy chúng sanh đang khổ, giống như mình nhìn cái ổ kiến đó, nó khổ ở dưới mà nó đâu có hay, dòng nước mà nó dâng lên cái thì nó trôi dạt biết bao nhiêu. Thì mình cũng vậy, mình Đức Phật nhìn ở trên nhìn xuống mình cũng như cái ổ kiến vậy. Mình sống trong cái ổ kiến mà mình đâu có thấy. Quý vị thấy mà nước mà nó lên ổ kiến chạy kịp không? Hay là mưa tuôn xuống chạy kịp không? Thì giống mình nè, mình đang đi ngoài đường mà mưa cái ào xuống mình tránh kịp không? Mặc áo mưa còn không kịp nữa. Cái tâm lý đó là như vậy đó. Mình nhìn thấy thì Đức Phật nhìn xuống mình đó, là mình chỉ là giống như con kiến vậy. Còn mình nhìn con kiến thì cũng giống như Đức Phật nhìn mình vậy đó quý vị. Thì hôm nay mình cần nên phải giác ngộ tu để làm sao? Để về cực lạc mới là hết khổ. Tại sao con người chúng ta biết là vô thường mà chúng ta không chịu giác ngộ tu? Bởi vì đang ở cõi ta bà này sống mà coi như là có ăn nè, có mặt nè, ăn vô á, rồi là có người giàu có sung sướng. Còn cái người mà hồi xưa là nói tôi đi, nhậu là sung sướng nhất đó. Nhậu cái gì? Cốc ổi mía ghim. Hồi xưa thường thường mình nói cốc ổi mía ghim đó, đồng đạo có nhậu qua cái đó biết rồi đó. Nhưng mà mua lít rượu về bắt đầu để vô á, rồi bắt đầu cái là thằng mà chấm mắm vuốt, rồi hỏi không chết thằng em tôi nè, mới 31 tuổi nè. Nó bây giờ nó ra ngoài hè nằm ngoài đó. À cái trường lính đó, ông mới nhập ngũ vô đó, thì lỡ ông ra chặn mà ông lỡ ông chết đi, không ra chặn mà ông chết đi, ông cũng được vô cái trường mà đại liệt sĩ đó. Thì hôm nay mình cũng vậy, cái người tu của chúng ta nhập vô nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Bây giờ hồi xưa tới giờ nè, nó giống như đồng đạo Hùng mình nè, hồi xưa tới giờ mình cũng có tu,
rồi có ngã, rồi có tu, rồi có ngã. Nhưng mà hôm nay mình đứng lại, mình đứng mà phải cho vững nghe, lỡ mà ngã như ông bay đó rồi, ông bay mình như để bay đó. Ăn chay ai kêu chút đi. Như vậy thì tức là ăn chay nè, niệm Phật cúng lại nè. Bây giờ nhiều người đó là coi như là cũng ngã lên ngã xuống, nhưng mà bây giờ người ta đứng là để thôi vô thường, giống như để bay nó vô thường rồi sao, chết rồi xuống đâu. Thế nay ăn chay thời gian hưởng phước rồi bắt đầu cái quay ngang á, đồng đạo người ta lo cho nè, mua quần áo rồi là gạo thóc người ta ủng hộ cho. Nhưng mà cuối cùng lỡ á là thời gian cái biết gì không, ra đời ăn chơi nhậu nhẹt, thấy người này hết thằng này đứa nọ kêu mờ, khó tránh qua lũ quỷ trong đời. Thấy vậy ngang đồng đạo mình yếu yếu là nó rủ mình qua, tôi nè đừng nói ngang, hồi xưa tôi nói thiệt, tôi mà không có mà bệnh đó ngang, là tôi khi mà tôi vừa hết bệnh thôi, mấy người bạn tôi nói làm cái coi, uống với tao ly bia coi, nửa hớp tao uống không được nữa. Mình đâu có uống được, mình biết rồi lúc này mình đã bệnh rồi, nếu mình uống nữa là mình chết. Nhờ cái chí quyết của mình, nó kêu thì kệ nó, mà giúp được tao không mình suy nghĩ gì đó, tự mình trị mình coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó rất nhiều. Bây giờ á, người ta chỉ đường cho mình rồi mà mình không đi, mình ráng chịu đó. Giờ để bay cũng bằng tuổi mình đó anh em đồng đạo, có 48 tuổi, nhiều tuổi với tôi nè, mà tôi tính tôi chết trước, nhưng mà yêu cầu mình có biết đường thì mình được cái phước này, thì nữa chết thì lên trên, bị gì có tu là chết lên trên là chắc ăn đi. Còn cái chuyện quý vị tin không tin là thầy nói là có ngàn lắm nhỉ rồi, còn tin không tin thì cũng mặc tình, viết kệ cơ giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý, cái gì mình làm không thì tự ý mình, thấy không? Như vậy thì bây giờ Đức Thầy đã ra đời, Ngài đã chỉ đường cho mình rồi, nay rừng bụi có người mở ngõ. Bây giờ lỡ mình nhiều chặng này tôi cũng vậy chứ ai đâu khác, tôi ăn chay thời gian tôi về, lúc đó tôi 19 tuổi, mà lúc tôi 12, 13 tuổi là tôi cũng có được cái bà cô ở dưới, bà chị cũng lại tới 19 tuổi cái tôi về, tôi ăn chay cái tôi lên thành phố cái tôi đi làm cái tôi ngã lỡ mặn, tôi ngã lỡ đời, bị hết thằng này đứa nọ kêu mờ là gì, rủ nhậu rủ chơi đủ thứ hết trơn á. Rồi tôi hỏi là đồng đạo mình phải gần mực thì đen không, gần đen thì sáng, bây giờ mình gần anh em đồng đạo không à. Như vậy thì mình nhờ cái chỗ đó mà mình giác ngộ, mình tu hành, thì hôm nay mình thấy là lấy cái giấy chọn này nè đó. Như vậy thì là mình thấy rõ ràng không quý vị, ta ra sức viết câu huyền bí, chúng dân ơi ráng kiếm ráng tầm, giống thú kia là loại sanh cầm mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Như vậy thì mình hôm nay mình trở lại nè, mình chỉ cần quay đầu hướng thiện thôi, thì có thầy độ mình, ráng sức thi hành sao có thầy ủng hộ mình, thì cũng do nơi con người gây tạo thôi à, chứ không có gì khác hết. Như đồng đạo hỏi là nào là động đất thiên tai là do nơi chính mình động cái lòng mình nè, là đây là mượn cái sự nghe, động đất là ở ngoài thế gian thấy cảnh khổ đau an lòng đặng, mà thầy nó xâm thiền gia cứu giúp sinh linh, nếu để chờ sấm nổ gian thinh, nếu là để chờ mà sắp nổ gian thinh thì lúc đó e bá tánh năng đã muộn rồi. Như vậy thì mình ráng mình lo mình tu chứ còn gì nữa. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, hôm nay chúng ta phải gắng tu gấp, tu cho kịp ngày làm hội trì, thấy không? Như là mình phải tu cho nó gấp cho kịp mới được, đáng thôi là cái lần này là lần thứ chót rồi, lần này là lần thốt trần, nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu hết.